Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Suy Đời. Quý vị thân mến, ở đời có rất nhiều việc chúng ta phải tự mình gánh vác, tự mình thực hiện. Có những việc ta có thể sắp xếp để sang ngày mai, ngày kia hoặc những ngày sau đó mới thong thả bắt tay vào thực hiện. Tuy nhiên lại có những việc bắt buộc phải làm ngày hôm nay chứ không chần chừ hay chờ đợi. Những việc này được người xưa đúc kết lại để răn dạy thế hệ sau. Người càng hiểu và biết sớm được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và việc quan trọng ấy đó chính là báo hiếu cha mẹ. Trong xã hội này có rất nhiều những câu chuyện khiến chúng ta cảm động về tình mẫu tử, tình phụ tử. Nhưng cũng có những câu chuyện là khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Câu chuyện về cuốn sổ tiết kiệm của người mẹ câm sau đây cũng là một câu chuyện như thế. Các bạn hãy cùng lắng nghe để rút ra cho mình những bài học nhé. 10 năm bỏ mặc người mẹ tật nguyền, nhưng tôi không ngờ đến lúc xa cơ lại nhận được món quà từ bà. Xa quê 10 năm tôi mới về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chuyến đi này rất khác vì lâu lắm rồi tôi không gặp lại mẹ. 10 năm trước vì tin vợ, tôi đã hiểu lầm mẹ không về quê thăm bà. Gần đây hai vợ chồng tôi ly hôn, nhiều chuyện trong quá khứ mới được hé lộ. Điều khiến tôi đau lòng nhất là việc bỏ rơi người mẹ tật nguyền của mình. Mẹ tôi không may bị câm điếc bẩm sinh, 20 tuổi bà có thai, bố tôi là ai tôi không rõ. Ông ngoại tôi càng không biết. Tuy nhiên thay vì trách móc, ông bà ngoại coi tôi là món quà mà ông trời bù đắp cho đứa con gái thiệt thòi. Nhà nghèo nhưng mẹ tôi vẫn quý cho tôi đến trường học con chữ. Bà mò cua bắt ốc, ăn cơm với rau mắm, nhường tôi miếng thịt. Tuổi thơ, tôi thiếu thốn vật chất nhưng tràn ngập tình yêu thương. Tôi thông minh sáng dạ, năm nào cũng được huyện trao học bổng. 4 năm tôi học đại học, mẹ chắc chiêu từng đồng gửi lên cho tôi mua máy tính, giáo trình ngoại ngữ. Mỗi lần về nhà thấy đôi tay mẹ thêm chai sần, đôi mắt trũng sâu, tôi xót xa trong lòng tự nhủ sẽ kiếm thật nhiều tiền đón mẹ lên thành phố phụng dưỡng mẹ. Sau 5 năm ra trường, tôi mua được nhà, lấy vợ và đón mẹ lên ở. Chẳng ngờ chung sống được 1 năm mọi chuyện bắt đầu rối đen. Vợ tôi con nhà khá giả, căn nhà hai vợ chồng ở cũng có một nửa tiền quấy đóng góp. Một lần vợ tôi kêu mất nửa trang, tôi bảo quấy tìm kỹ lại xem có nhầm lẫn gì không. Chuyện mất trộm chưa lắng xuống, đến chuyện cậu con trai 1 tuổi của tôi ngày nào cũng xuất hiện vết tím bầm, vết ngón tay cấu véo. Vợ sụt sịt khóc lóc, cho rằng thằng bé ở nhà cả ngày với bà nội, những vết thâm tím đó không ai khác ngoài bà gây ra. Giúp việc chỉ làm theo giờ, gắn bó với cô ấy từ ngày chưa lấy chồng, phần lớn mọi điều nghi vấn trách móc của vợ đều đổ dồn vào mẹ tôi. Ban đầu tôi một mực bên vực mẹ, vợ chồng tôi đã cãi vã. Mẹ tôi nhìn nét mặt các con cũng hiểu đôi phần nên phiền lòng, xách đồ định bỏ về quê. Tôi giữ mẹ lại, không ngờ làm rơi tứ đồ, dây chuyền vòng vàng của vợ tôi văng tung tóe. Vợ tôi được thể lu loa, làm ầm lên. Mẹ tôi mắt đỏ khoe, tay không ra khỏi nhà. Từ chỗ bên vực mẹ tôi chuyển sang ghét bỏ bà. Tôi không ngờ mẹ có thể làm những việc đáng xấu hổ như vậy. Tôi giận mẹ, vợ lại nói thêm vài câu. Từ đó tôi nhất quyết không về thăm bà, cho dù bà nhờ người nhắn tin hỏi thăm. Cho đến ngày chúng tôi ly hôn, vì cô ấy có người khác, công việc làm ăn cũng đổ bể. Tôi về nhà cũ dọn dẹp đồ, mang sang nơi ở mới. Chẳng ngờ nghe lén được vợ nói chuyện với bạn thân. Hóa ra 10 năm trước, chính cô ấy là người đánh con và lén bỏ vàng vào túi xách của mẹ chồng, hòng vu oan cho bà, lấy cớ đuổi bà về quê. Lúc này, chị họ hẹn gặp, đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Chị nói đây là số tiền mẹ dành dụm từ tiền bán lợn gà gửi cho tôi. 10 năm bỏ mặc người mẹ tật nguyền, nhưng tôi không ngờ đến lúc xa cơ lại nhận được món quà từ bà. Mẹ tôi già yếu đi nhiều, đôi mắt đã lòa vì khóc nhớ con. Lòng tôi nghẹn lại, về đến cổng, mẹ tôi ngồi đó, còm cõi, đôi mắt mờ đục hướng ra xa. Đến khi tôi khẽ cầm bàn tay mẹ, đôi mắt đó mới phấn chấn đôi chút. Tôi đã gục vào lòng mẹ, bật khóc như một đứa trẻ. Cả cuộc đời tôi không thể tha thứ cho bản thân về thái độ với mẹ ngày trước. Cuộc đời này có mẹ là một điều quý giá, mong rằng đừng ai phạm phải sai lầm giống tôi. Quý vị thân mến, trên đời không có một ai là hoàn hảo.
Chúng ta có khuyết điểm và cha mẹ cũng vậy, nhưng đừng vì điều đó mà tự cho mình một lý do để trở thành một kẻ bất hiếu. Đời người bao dung với cha mẹ mình còn không nổi thì lấy gì để bao dung với thiên hạ? Con người không tự nhiên có mặt và tồn tại trên đời này. Để có mặt, sống một cách khỏe mạnh đến ngày hôm nay, bạn đã nhận được từ cha mẹ rất nhiều. Đó không chỉ là công ơn sinh thành mà còn là công ơn nuôi dưỡng. Họ là những người dành cả cuộc đời mình để bảo vệ bạn, chăm sóc cho bạn trưởng thành như ngày hôm nay. Thứ nhất, không oán trách cha mẹ nghèo, không có khả năng. Vốn dĩ trên đời không có ai là vạn năng, càng không có ai hoàn hảo. Cha mẹ cho ta sinh mệnh, họ dốc tâm huyết, sức lực của mình để bảo vệ, yêu thương, nuôi nấng chúng ta nên người. Đối với gia đình giàu có, điều đó là dễ dàng. Nhưng đối với cha mẹ nghèo thì điều đó ắt hẳn không dễ dàng gì. Để có thể lo cho bạn một bữa cơm no, một chiếc áo ấm, họ đã phải rất vất vả. Tình yêu thương của họ được chia sẻ bằng cách nhường lại cho bạn tất cả những gì tốt nhất mà họ có. Đừng thốt ra những lời nói làm tổn thương đến cha mẹ mình. Đừng oán trách họ rằng bố mẹ mà giàu có hơn, bố mẹ quá nghèo, bố mẹ nên là người như thế nào. Hãy học cách cảm ơn họ. Hãy ôm lấy họ và nói một cách chân thành rằng: cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con, cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc cho con, cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng con nên người. Thứ hai, không oán trách cha mẹ nhiều lời trách móc. Cha mẹ đã có mặt trên đời trước chúng ta mấy chục năm, họ đã tích lũy đủ kinh nghiệm sống, trưởng thành và hiểu được việc gì là nên, việc gì là không nên. Cha mẹ là người dạy chúng ta cách tự mặc quần áo, tự ăn cơm. Họ là người luôn hy vọng chúng ta có được bình an và hạnh phúc đến cuối đời. Khi người ta yêu thương, người ta mới nhắc nhở, bảo ban nhiều lời với bạn. Cha mẹ tuyệt đối không nhiều lời với người họ không quan tâm, họ chỉ nhiều lời vì quan tâm bạn mà thôi. Đừng vội trách cha mẹ, lúc nào cũng trách móc. Họ chỉ trách móc vì không hài lòng với chúng ta ở thời điểm hiện tại. Khi chúng ta thay đổi làm tốt hơn, họ lại hy vọng rằng chúng ta sớm có thành tích. Những thứ cha mẹ mong muốn không phải vì bản thân mà vì con cái. Có lẽ cuộc sống của cha mẹ đã có quá nhiều thứ đi chệch khỏi đường ray mà họ muốn. Cũng có thể họ mong muốn được chia sẻ với con cái của mình, với mong ước rằng con cái sau này sẽ thành đạt, để không phải sống cuộc đời vất vả như cha mẹ mình đã từng phải chịu. Thứ ba, không oán trách cha mẹ chậm chạp. Đến một độ tuổi nào đó, con người sẽ không còn đủ khỏe mạnh, minh mẫn như trước kia. Nghịch lý là khi bạn càng trưởng thành thì cha mẹ lại càng già đi. Nhớ ngày còn bé, cha mẹ đã kiên nhẫn biết bao nhiêu khi dạy bạn cách ăn, cách mặc, cách đi đứng. Những bước đi đầu đời, cha mẹ luôn là người theo sát nhất. Bổn phận của những đứa con là khi cha mẹ dù có chậm chạp, xin đừng oán trách. Vì nếu cha mẹ còn trẻ, có thể họ còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn chúng ta nhiều. Cha mẹ đã vì chúng ta mà đánh đổi cả thanh xuân, tuổi trẻ đến tận khi tóc điểm bạc, lưng đã còng xuống. Nếu một ngày cha mẹ già đi, chẳng còn được nhanh nhẹn tinh anh như trước, người làm con xin hãy hiểu, cha mẹ chính là tương lai của bản thân sau này, vì thế bằng bất cứ giá nào cũng phải sống hiếu thuận với họ. Thứ tư, không oán trách khi cha mẹ ốm đau. Con cái đừng tự khuyển hoặc bản thân với lý do bận công việc mà không có thời gian quan tâm chăm sóc cho cha mẹ mình. Bạn có nhớ mỗi lần bạn ốm, bất kể dù đang làm việc gì, quan trọng đến đâu, bố mẹ đều sẵn sàng bỏ mặc tất cả. Dù mưa gió bão lớn thế nào, họ vẫn vội vàng đưa chúng ta vào bệnh viện. Họ sẵn sàng thức trắng đêm chỉ để quan sát, kiểm tra xem bạn đã hạ sốt chưa. Vậy phận làm con, khi bố mẹ ốm đau, chúng ta đã làm được những gì cho cha mẹ mình? Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều tin tức nói về việc con cái bỏ cha mẹ khi họ ốm đau già yếu. Điều đó thật đáng trách. Con người được sinh ra lớn lên kèm theo những trách nhiệm phải gánh vác. Ngày còn nhỏ, cha mẹ là người đã gánh vác những trách nhiệm ấy thay chúng ta. Đến giờ khi trưởng thành, chúng ta là những người cần có trách nhiệm với cha mẹ mình. Nếu không có cha mẹ, sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay. Thay vì oán trách, chúng ta hãy trở thành người thấu hiểu và cảm thông với cha mẹ mình. Trong hàng ngàn điều thì chữ hiếu luôn đứng đầu. Bởi thế, đến cha mẹ còn không thể bao dung thì sao có thể bao dung với thiên hạ?
Quý vị thân mến, nghe hai từ báo hiếu, nhiều người sẽ cho rằng phải kiếm thật nhiều tiền về cho cha mẹ. Tuy nhiên trên thực tế, việc báo hiếu lại đến từ những hành động nhỏ nhặt, thường nhật nhất. Ví dụ như, khi xa nhà hãy thường xuyên gọi điện hỏi thăm cha mẹ, nói những lời yêu thương cha mẹ nhiều hơn, tranh thủ về quây quần ăn một bữa cơm gia đình cho đông đủ. Đây là những việc vô cùng giản đơn và bình dị mà chúng ta có thể làm hàng ngày để thể hiện tình cảm của mình dành cho bậc sinh thành. Những lời nói, hành động làm cha mẹ vui chính là sự báo hiếu tốt nhất. Bởi vậy, những ai may mắn còn cha còn mẹ thì hãy trân quý khoảng thời gian này. Điều này cũng tương tự như lời thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: cha mẹ là bụt đó, đừng đi tìm bụt ở nơi nào khác. Ngày hôm nay bạn nói được câu gì, làm được cử chỉ gì để mẹ vui, để cha vui thì làm ngay đi, đừng để tới ngày mai, sợ rằng muộn quá. Quý vị có đồng ý quan điểm này với Ngẫm Sự Đời không ạ? Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video trên kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.